Sung Si Đăng Khôi và Nguyễn Khôi Nguyên, vỗ tay. Rồi, bài này bạn nào nghe giai điệu quen, biết, thích, muốn nhảy chung, hoàn toàn có thể bước lên sân khấu nhảy cùng với hai bạn này luôn đó. Ai muốn quẩy thì bước lên đây. Rồi, chứ từ từ để nhạc lên, lát lên nha. Rồi, và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón sự xuất hiện của Sushi Đăng Khôi và Siro Khôi Nguyên. Vỗ tay. Yeah.
dễ thương. Quan trọng là thần thái, đúng không ạ? Biểu diễn tuyệt vời, quá xuất sắc. Rồi, sao con? Hồi nãy tâm cao luôn chú. Tâm ca luôn, 1, 2, 3, tâm ca. À, tâm ca luôn, quá dữ. Đâu nữa là sống ca chứ hả? Rồi, chú vô hát quá dễ thương luôn, quá sung luôn, đúng không? Rồi, bây giờ khởi động nóng người rồi, đúng không?